trẻ vị thành niên luôn nuôi dưỡng trong tâm hồn những cảm xúc mãnh liệt nhất. Con đừng có nói là con say mưa say nắng đó nha. Con ở đâu? Tụi con là bạn đâu mà. Có gì đâu. Chơi chung với nhau thôi. Đây chính là giai đoạn mà trẻ sẽ dần cảm nhận được tình cảm xung quanh mình. À, cuối cùng là ba cho con đi không? Ba không có cho con đi. Con chưa đủ tuổi đi chơi xa. Ba mẹ sẽ làm gì nếu con em mình bị ảnh hưởng vấn đề say nắng? Con thông cảm cho ba. Ba có con là con gái thôi. Mà lỡ mình đi chơi xa mà bây giờ xã hội tùm lum chuyện, lỡ không có chuyện gì làm sao mà ba sống nổi. Trong chủ đề phụ nữ 4.0 và phản ứng trạng thái say nắng của con, với sự góp mặt của các khách mời diễn viên Mai Dũng, diễn viên Bình Tinh cùng chuyên gia tâm lý Linh Trang sẽ bàn luận xoay quanh vấn đề này. Có bồ cũng là một cái chứng minh là mình đã lớn, đã trưởng thành, và cũng không tránh khỏi là trẻ có cái rung động thực sự. Mình biết là mình thả ra lúc nào và lúc nào mình cấm, chứ không phải lúc nào mình cũng cảm giác là nó ngoan đâu. Ba mẹ phải có một cái biện pháp để theo dõi và bảo vệ con từ xa. Đón xem Phụ Nữ Ngày Nay được phát sóng vào lúc 17 giờ Chủ Nhật ngày 30 tháng 8 năm 2020 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1.